mọi người. Hôm nay đưa mọi người tiếp tục thăm Huế. Khu vực này gần đến với chợ Án Cừu thân quen. Chúng ta vừa đi ngang qua nghèo Giang Xây. Ra đến với cầu Án Cừu và xem những hình ảnh bà con trong mùa Phật đản, ngày rằm người Huế hay gọi là rằm to vía lớn đây, trong đó có ngày rằm tháng tư. Có thể là hàng hoa hàng quả thì rất là đông khách trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng tư âm lịch, cũng là tháng 5 2022. Quen với cái niềm vui cũng như là bà con từ Huế xa gần. Rồi. Chào mấy bác. Hình ảnh rất là thân quen. Mấy bác xe thô đạp cũng đang làm việc. Đây khu vực này mấy gì cũng mấy gì mấy mê ngồi bàn chuối bàn hoa rất là nhiều luôn. Đó, mọi người thấy đi làm về là phải có bỏ hoa trên xe về để cũng rằm hoa nữa chục mấy đấy chứ, nắm cái bốn chục. Cảm ơn. Mua về để thắp hương tại tại nhà đó mọi người. Cái quang cảnh sáng gần trưa hôm nay em vui đưa mọi người đi ngang qua các khu họp chợ và các tuyến đường Huế nha. Mọi người thăm đôi chút trong không khí ngày lễ Phật đản cũng như những ngày tháng năm nhiều lễ hội tại thành phố Huế. Đây chúng ta vừa rẽ phải xuống khu vực đường Bà Triệu. Hoa hoa nhà nào cũng hoa. Đường Bà Triệu thì rất là nhiều gian hàng áo quần giày dép thời trang. Ngành thời trang bên đây chuyển về đường Bà Triệu thịnh hành. Hồi xưa thì tại đường Hùng Vương. Bán vé số bán được không? Không ta. Đạp xe đạp đạp nhanh rồi răng không biết không mua à? Đừng đò con giúp đời cho con mua số. Bác ơi mua. Phú thường áo đạp xe lên đây bạn á. Có vợ có con chứ bác ơi, con đóng không? Ba được ăn học. Con ăn học á? Đứa có xẹp mờ keo. Mờ keo là cái này lần kia cháu vừa còn nghèo á. Rồi là hồ nghèo rồi. Ở Phú Thương ở thôn ở dưới á. Lai Thế được Lai Thế lang Lai Thế tính đi hả? Số máy tô máy dạ 11 nha. Bạc tên chi Nguyên Hữu Lộc à. Có em anh Nguyên ở bên Cali gửi tặng mấy bạc khó khăn trên đường 200.000, chúc bạc sức khỏe làm ăn may mắn. Thôi chào bác. Chào bác đi. Tại bác đạp ao ao rồi. Gì nữa? Nói chi mà đạp nhanh quá đó. Đi lượm ve chai hả? Rồi vẫn ghẻ bố mà đạp nhanh được thôi. Được thôi, chúc bác sức khỏe. Thôi chào bác. Bạn sáng chưa được mấy chục tơ rồi. Em ơi làm gì đó? Là đây. Làm gì đó? Em làm gì đó? Đừng xin vô đây cho tiền này. Em đi xin à? Nhà ở mô. Nhà em ở mô. Chủ Huế. Ở mô? Nhà trọ đấy.
Nhà trò hả? Nhà trò. À, rồi đi xin hả? Dạ. À, ba mẹ anh em đông không? À, ba mẹ cháu chưa biết về ai. Hả? Về ai? Thanh Hóa. À, em nói nghe anh rồi, nói lại. Về Thanh Hóa. À, em người Thanh Hóa hả? Ờ. À, dạ, anh mấy? Anh quê mà, quê anh luôn. À, ở Thanh Hóa. Bà vô đây hả? Vô đây ở ba con có ai? Ba con ở đây không? Có hả? Vâng. À, bố ở bà chưa đi xin ăn hàng ngày hả? Dạ. À, có cái áo dân phong từ về bố. Dạ. Mình có làm dân phong không? Dạ. Đúng rồi, chị thấy đầm xe có rất diện nhưng mà à? Không nên đầm xe. Không nên đủ cái xe để dân nhất người. À. Chứ à, đi xin được ngay được mấy tiền? Dạ, cái chào 500 chấm. 50 chấm gì đó hả? 500 chấm là bố có. À, có đồ sòng hả? Vâng, cái đứa kêu bố mẹ chào. À, phụ bố mẹ với hai em hả? Hình Dương với hai em. Hả? Hai em. Hai em à, hai đứa em. Ừ. À, là có hai đứa em. Ừ. À. Hình Dương. À. Hình Dương mới chào mới chiều. À, em đi càng ngay được luôn à? Càng ngay đi ăn xin được luôn hả? Đúng rồi. À, rồi. Về nhá. À, đây để anh cho tiền đã. Dạ. Hỏi thăm rồi, cho qua rồi chứ. À, à, có chụp anh thích chụp anh không? À, à, có. À, không biết đang chụp này không? Dạ. À, không, anh cùng giúp đỡ cho người khác. Dạ. À, có mấy anh, mấy chị ở phương xa tặng qua cho những người khó ấy. Dạ. Tặng cho em 200 nghìn của em anh Huyền ở bên Cali. Dạ. Chúc em mạnh khỏe với gia đình ấy. Rồi chứ. Ờ, tin chàng kết bọc cả rớt. Chụp anh như cháu ấy. Hả? Nói cho cháu đi chụp anh đi. À, rồi chụp từ chụp. À, rồi em đi nha, chúc em sức khỏe nha. Dạ, dạ. Như bạn về số à, bạn được không? Dạ. Bạn được không? Đang mà chưa 10 giờ rồi mà. Ờ, mô hồi gì ở mô? Dì đừng xích vô đỏ tiếng có xe. Hả? Ờ, mô gì? Phụ thương luôn à? À, phụ hồ là gì đi? Để chỗ Hoàng Quốc Việt, hết Hoàng Quốc Việt đi về. Là gì chỗ quá khỏi câu ngoại à? Ờ, đang đi trễ rồi, bà là nó mà bán. Đi chơi đi, mùa bố rồi em đó. À, dạ. Yeah. Ngay bán được mấy chục tơ. Thay đồ đi tìm lớn xuống, được mấy con gì nữa. Còn nuôi ai nữa không? Khó khăn chứ không? Gia đình khó khăn không? Còn nuôi ai à? Dì đậu đỏ, đậu tư hai dì bạn chứ được mà. À, dì đậu đỏ là đâu chi? Dì à, có 1 năm, 2 năm ngay mà dì soạn từ 1, 2, 3 giờ mà dì. À, dạ. Việc dạ. Về luôn. Hai anh có việc thì thấy khổ hả? Ờ, mà dì đi 1 thằng 2 giờ nữa mà đã nuôi với anh ấy. À, rồi là mấy cũng chi. Mô về mà. Mấy ảnh hưởng đến Covid. Tiêm đồ đầy đủ rồi hả? Về bất kỳ nữa, bà phải là... Dì đừng xếp qua đây tiền. Dạ. Ừ, thôi. Dạ, nói chung khó khăn luôn ấy, gặp tụng người sáng chứ mất chứ mà đi bán lo việc nhà rồi hả? À, dạ, dạ, chung khó khăn bệnh tật vừa qua vừa rồi, mới Covid xong là bị bệnh thần rồi đúng không? Chúng con hỏi thăm tụng người luôn, dạ. Rồi đây có em anh Huyền ở bên Cali gửi tặng những người khó như đi 200 nghìn. Chúc chị sức khỏe, dạ, làm ăn may mắn. Dạ, rồi thôi, đi bán cả trưa. À, dạ, dạ. Rồi thôi, rồi mong gì có niềm vui. À, dạ dạ. Dạ, thôi chúc dì có niềm vui để bán cho được nhiều số. Dạ dạ rồi, chào dì. Ơi, gặp mày hoàn cảnh trên đường đó luôn mọi người. Dạ, chúng tôi cũng rất là vui được hai mấy con nội giúp đỡ cho những người khó trên đường. Chứ thật sự thì bản thân cũng muốn có để giúp đỡ thêm cho những người khó. Trước có điều kiện, dạ. Thì bây giờ có những anh chị thương về thì em vui cùng sẵn lòng để giúp đỡ cho họ rất là tồi. Thì một ngày em đi trên đường được gặp bao nhiêu hoàn cảnh, thì trong đó có những hoàn cảnh khó khăn không nhiều thì mình qua sự thăm hỏi thì có thể mình biết giúp đỡ được bạn qua thì họ rất là vui. Hy vọng cái niềm vui đó họ có cái động lực họ làm được nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Dạ. À, là đang nói chúng ta đang nói về mùa lễ Phật đàn tại Huế. Đó,
năm nào cũng vậy. Ông cha đời ngày xưa thầy nấy dựng là ngày rằm to vì lớn, những ai mà có tôn thờ về Phật đó mọi người, gọi là Phật giáo, đạo Phật đó, thì rất là biết, rất là nhớ những cái ngày này, rằm tháng 4, rằm tháng 7 đó. Là có hướng hoa dân Phật trời, rồi sau đó dân cũng ông bà tổ tiên về bên quả, quả bên kia cũng nướng nhờ vào, gọi là tâm linh, nướng nhờ vào trời Phật. Thì dịp để mà người ta sống thì biết về tâm linh, thường về thì có nén nhang, gọi là nén tấm hương, có chụp qua lễ phẩm rồi đó là hoa quả dâng lên bề trên, để cầu mong bên trên cũng được siêu đồ, mà ở trần gian cũng được bình an. Đại khái là như vậy. Cho nên là bà con ở xứ Huế thì đã sở hưởng về đạo Phật nhiều, và những vui để ý trên đường thấy thì như vậy. Cho nên rằm to vì lớn theo nghĩa của bà con xưa đến giờ nói, thì hướng hoa trên trời Phật và cũng tổ tiên ông bà. Cho nên ngày hôm nay đi trên đường, đặc biệt qua cả khu họp chợ, thì gặp những người bà con đi hàng chợ, thì luôn luôn có những cái hàng hoa quả để chuẩn bị cho lễ cúng ngày mai là 14 rằm. Có thể ngày nay là có người mua bông chuối đớm rồi, nhưng có thể có ngày mai, thì chiều mai mình lễ cúng tùy gia đình đó mọi người. Cho nên về ngày này hôm nay và ngày mai thì đi đường bắt gặp những hình ảnh đi chợ mua hoa quả thì rất là nhiều. Đây là khu vực họp chợ nữa, đó là chợ cổng. Bên này và chiều qua cầu Bì Già sẽ là Phạm Văn Đồng, là về phường Bì Già rồi. Đây là thuộc phường Phú Hội. Đấy, mọi người thấy cửa hàng hoa quả gì mà về luôn luôn à. Đầy ắp trên những chuyến xe, những cái giò đi chờ về tại khu vực chợ cổng. Hai bên đường cũng rất là nhiều hàng hoa quả, bởi vì tranh thủ ngày hôm nay để bán rằm. Và trên các cái lan can của những cái cầu ở Huế thì những hình ảnh thân quen nữa, đó là những lá cờ Phật đàn, cổng cờ Tổ quốc và rực rỡ tung bay trên các cái dải dài của các cái thành lan can của các kiếp cầu bắc ngang qua con sông trên con khu vực trung tâm thành phố. Vui giúp đỡ cho hoàn cảnh bản vệ số nơi đây nữa. Mấy trăm tờ rồi anh ơi? Sáng chưa bằng mấy trăm tờ rồi? Ê lắm hả? Mấy chục? Chẳng được 5-7 chục tờ rồi hả? Bác ơ mô. Nhà ơ mô mà đi bán. Ở gì quê hả? Vừa con chứ đóng không bác ơi? Cũng đóng nhưng lo làm ăn ấy. Nghe đi sổ chỉ đạt là mua tơ để trúng đục đắc hè. Chuyện việc con mua luôn ấy. Ôi dạ, em trúng đặc biệt quá, trúng vài tỷ chỉ đi giúp cho bà con. Chứ làm đến ra tiền nữa. Bạc đi bạn lâu chưa? Mày nắm rồi hả? Con cả chắc lớn rồi hè bạc hè. Khó khăn hả? Ngồi đấy cả ngày hay là đi bán chứ? Đi quán được hả? Đi bồ hả? Tôi để em giúp đỡ cho bác.
Dạ, có em Anh Huyền ở bên Cali gửi tặng mấy người bạn về số khó khăn trên đường á, 200.000. Dạ, cho em gửi tặng. Dạ, cảm ơn bác đã nhận quà. Dạ, chúc bác sức khỏe. Rồi mua máy bán đắt hả? Dạ. Kể bạn ngay cho hết lóc mới về, ngay lại mấy trăm tơ. À, dạ thôi, tặng em làm kỷ niệm không? Được rồi này. Lọc ái này Hương, em sẽ mua, em mua tên đi. À, rồi em mua tên đi cho anh. Dạ, chắc con tặng em giảm vì anh đi bạn khó khăn mà tặng qua chứ. Dạ, đó em gửi. Thôi rồi anh lấy cho em một tơ nữa. Dạ, lê là trùng 2 tỷ, 4 tỷ luôn. Tơ seri không á. Tơ giống như gì? Là 832 đó. Đó, mua cho bạn 2 tơ để có khi là trùng cái máy về giúp đỡ thêm cho mấy bạn đi bằng số này. Rồi, cảm ơn bạn. Chẳng số này bạc chó chứ nên hy vọng đài Ninh Thuận sẽ ra những số này để nhận tiền bữa. Dạ, yeah. Nhà ở mỗi lần bạc ơi. Vấn thế hả? À, làng Vấn Thế, dạ. Yeah. Vấn Thế chứ giữa, Vấn Thế Trung, Vấn Thế Đập, Vấn Thế Nam. Vấn Thế Nam hả? Dạ, yeah, rồi là ở phía bên làng Xám đi về lại. À, dạ. Yeah. Dạ, yeah, bạc năm nay mày rồi. Giờ mất đấu rồi giờ chứ trả bỏ ra. À, đậu ổn hả? Có quả vợ con không? Có vợ con, vợ cô ấy chứ cô. À, dạ, dạ, khổ đi bố đi bạn. Dạ, dạ, ừ. Dạ, thôi được thôi. Chúc bạn sức khỏe ấy, bạn mua may bạn đắt. Dạ, tôi chứ. Cũng sẵn sàng tặng cho em vui tới số. À, dạ. À, dạ, đậu ổn rồi. Dạ, nhìn bạn yếu ổn ấy. Giọng em rồi. Kệ mình làm việc nắng, đừng làm việc nhà. À, thì hồ nghèo thì lâu lâu thằng có báo gạo chứ, thằng có báo bụng tắm đấy. À, giờ rồi. À, lâu lâu có ái tay tờ đó rửa thế mới có lần. À, rồi là thốn mày tô mày dưới á. À, là anh tên chi, bạc tên chi. Hả? Đồ thông hả? À, gần củi lang à, rửa là chuẩn bị quán ấy, cho con ngoại à? Ờ, rửa là cái xám về là chuẩn bị quá con ngoại rồi. Biết cái cọc gì nữa để em hỏi cái địa chỉ cho để bữa sau có ai liên lạc giúp đỡ thì em về em giúp cho ấy. Là bạc tên là Đồ Thông ở xóm xóm máy mà thôn mấy? Xóm 10, Vấn Thế Nam. Thôn Vấn Thế Nam rồi, dạ. Yeah, dạ. Yeah. Có ai họ giúp đỡ thì em về em giúp đỡ cho bác ấy. Để khó khăn đâu ổn dạ. Cháu rồi, chó thầy họ đi đó đỡ họ gạt cái chó đó. Dạ, thì kệ cho được cho món cho thì mình làm được mình ăn. Chứ đừng có mình khổ thôi, dạ. À, bạn ấy muốn cất làng tơ là trùng đúng không? Dạ, dạ, đôi khi cho trùng cái dài 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 phù hay là dài nhất được hết. À, dạ, 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 thôi hy vọng ngay đi. Hy vọng ngay đi em trùng sổ rồi em về tìm về anh. À, dạ, 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 dạ. À, dạ đúng rồi, thôi có quái rực đô xấu nữa. Thôi chào bạc nha. Dạ, chúc bạc sức khỏe. Dạ. Chứ anh đó, anh bụng mấy thì hơn 27 tuổi. À, rồi là sinh năm 78, 79. 78 á, dạ, dạ, đúng đúng tuổi đó nè. Dạ. Được rồi. À, dạ, dạ, giọng em người nhìn mạnh khỏe nhưng đi làm việc nặng đôi khi về là đau ổn. Ừ. Thôi chào anh nha. Dạ, dạ, chúc bạc sức khỏe. Rồi. À, hỏi thăm trên đường là như vậy đó, có những người khổ khó mọi người cũng tâm trạng thì người ta cũng trình bày. À, người yếu ổn đùm đau thì làm việc gì cũng nổi đau ổn rất là khổ khó, sinh ra là mang cái gọi là cái năng lượng yếu rồi. Chấp nhận bây giờ gặp tôi vui giúp đỡ một qua thì cùng thổ lồ luôn, rất là tội. Thì như có ai thương tình thì biết địa chỉ thì cũng giúp đỡ thêm cho anh. Dạ.
Rồi video cũng có thể là khá dài, là sáng nay tôi định là đưa mọi người về tiếp những khu họp chợ để xem thăm bà con mua sắm những cái hàng gì chuẩn bị cho lễ Phật đản. Đi trên đường như vậy là cũng từ chợ Ăn Cừu về đến chợ Cổng. Và đây tôi đang đi vòng xuống phía dưới của cái cầu tôi vừa đứng phía trên đó mọi người, cầu Vị Giá. Dạ. Là đường Hà Mạc Tự, đường này sẽ đưa chúng ta ra khu vực đập đá. Dạ. Thì video cũng khá dài nên là cho em vui tạm dừng và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Dạ. Thì em vui cũng luôn chúc tất cả mọi người cũng luôn khỏe mạnh và bình an. Dạ. Và mọi người đừng quên góp ý đồng viên em vui nha, để em vui ngày càng hoàn thiện hơn trên cái kênh YouTube của mình, để có những cái hình ảnh, những cái câu chuyện để cho bà con mọi người thăm Huế, thăm về đời sống, đời thương của cuộc sống người Huế cũng như đời sống yên vui. Dạ, bên kia là đập đá rồi, như sau thì cũng chạy qua bên đó và mới kết thúc video. Dạ, thì đó là những hình ảnh cuối cùng của video này. Dạ, thì đừng quên bình luận rồi cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho em vui. Dạ, ngày càng phát triển hơn. Rồi. Em vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Đó, bên kia đập đá rồi đó mọi người. Đường Hàng Mật Tứ. Cầu Trường Tiền. Đâu đâu cũng một một cờ Phật đản trong mùa này, với tuần lễ Phật đản. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người.